Tây quê em An Giang, có sông Hầu đồng ruộng thân thang, đất phù sa theo con nước lớn, từ ngàn xưa dung đắp thôn làng. Miền Tây quê em An Giang, gái xinh đẹp tuy mỹ đoan trang, áo bà ba tai nghiêng nón lá, cười hồn nhiên sao xuyên bao già. Quê hương em miền Tây Việt Nam, thương yêu nhau như nghĩa họ hàng, cùng sẻ chia cảnh sống gian nan, đời yên vui quý hơn bạc vàng. Quê hương em đồng bằng cửu long, trai trung kiên chung quy một lòng, chuyện tình duyên sông nước mênh mông, đẹp trăm năm ấm êm mặn. Dạ, tôi kính chào quý bà cô chú anh chị và các bạn. Dạ, giờ này thì buổi sáng quý bà cô chú ơi, thì cái dạc phai cao này của anh ba nè, thì bên lái họ thu mua đó, họ đã nhổ xong hết trơn rồi, thì nhổ ngày hôm qua với hôm nay hai ngày, nhưng mà tiết không có hay, thì bà con ở xóm của tiết đi ra đây móc như rất là nhiều luôn, mà mình đâu có biết đâu. Rồi được mở Út Be với dì Hai Thị với chị Út Hồ đang móc bên đó kìa, rồi mất hôm qua rồi hôm nay ra mất nữa, tại nó còn sót mấy cái giáo rất là nhiều luôn. Rồi rủ tiết ra đây mình mất mớ phai cao, rồi sẵn này cậu tư chân có cho được mấy trái bắp đó, mình về mình nấu chè bắp với phai cao quý bà cô chú. Dạ đây thì hôm qua mỗi một người mất đâu mấy bao không á, chứ không quái đây nè. Cái này là mình mất là mấy bà con mình, mấy cái giáo nhỏ nhỏ này người ta bỏ, người ta không lấy nè, người ta chơi á, ta lấy củ bự không à. Mà tiết thì tiết khoái ăn mấy củ nhỏ nhỏ vậy nha, chứ tiết không thích ăn phai bự. Đây nè, mấy củ nhỏ nhỏ nè, giờ sáng mưa tiết chịu ăn mấy củ này nè, nó ngon lắm. Mấy củ bự ăn cũng hơi dở nè, như mấy củ này nè, như người ta làm sót gớt lại á. Này mình đi qua bển coi bà con mình mót được nhiều chưa. Này mót thì mình phải dùng cái chét mình đào mới được. Này phai sót nhiều quá cái cho nên bà con mót lấy củ bự, củ nhỏ không lấy. Cái này mình ra mình lụm mấy củ nhỏ gì mình nấu. Cái củ nhỏ gì chứ nó ngon lắm mà ta, sao bà con mình không lấy ta. Em ơi nè, lên lắm. Ủa mấy cái giáo này là ăn ngon như lắm nè. Sao bà con lại bỏ hết trơn mấy cái giáo nhỏ ta. Mót chưa hết đó chứ nó còn sót. Nè. Chóc hết trơn nè. Mưa cái đất nó hơi ướt. Nè, đây nó nè, chàng ơi. Xịn không thấy đường luôn. Phai cao này mà nó mấy cái giáo này nó bắt đầu nữa, nó sẽ mọc lên cây lại quý bà cô chú. Mọc lên cây. Nổi nhóc hết trơn. Đâu. Bỏ gì nè. Tại lái nó lấy thằng nó chỉ lấy mấy cái củ bự bự à. Còn mấy cái nhỏ nhỏ này nó đâu có lấy đâu. Nhìn chị Út. Được vỏ vỏ hết rồi kìa. Người nào lấy được vỏ vỏ hết rồi. Có nhiều người mót đem về bán luôn mấy bà cô chú. Nhiều quá. Bán giáo nhỏ thì 15.000 ký, giáo bự thì 20. Hôm qua cũng Út có mót gì mà cũng bán được mớ. Khoai này là mưa nhiều quá là nó sẽ bị thúi. Bởi vì ngày nắng lên thì nó có một lỗ một mà nó nhiều gì nè.
giờ được bao chưa Út? Được bao rồi. Được bao hả? Ba người hả? Giờ hôm qua được bao nữa hả? Mốt đây đến tàn luôn, được 100 ký không? Nhóm được 100 ký không? Được 100 ký đi chợ bán luôn. Họ gồm mấy chỗ này nó ấy nè. Bà con bên đó hình như là có ở xóm trên xuống nữa hay vậy? Xóm trên. Phải không? Xóm trên, xóm dưới rồi nhóc hết trơn. Này mót ghiền luôn. Mót phải cao nhưng mót sắn ghiền. Ừ. Cái này người ta chỉ chặt cái củ cái nè. Còn mấy cái nhánh. Còn mấy cái nhánh này lái nó đâu có lấy đâu. Hồi ở chợ 25.000 ký, bữa mua nấu, bữa mua đám dỗ chị Sáu mua 25.000 ký mấy cái giáo nhỏ nhỏ. Mà phai này thì ở sớm tiết cũng có ăn qua rồi, ăn hôm qua. Bà con nó ngon lắm, nó dẻo ngoẹo quý bà cô chú, nó không có bị sượng. Phai này ngon. Bởi vì bà con đồn, đồn xuống mối nhóc chân, xuống trên nữa. Này đất mềm mình khỏi cần dùng chét, mình môi môi nó cũng lên. Hai mẹ con Ngọc thì mất hôm qua rồi, có mốt được một sọt kìa kìa. Hai sọt hả? Ừ. Rồi đâu rồi? Đó, đất đó. Dạ hả? Hai sọt rồi đó. Nè, mới ra lụm có chút xíu mà đừng lại gỗ rồi nè. Bỏ gồm gì chứ không ấm mất cái gì. Thôi, về nhà sửa lại. Vô, nha. Bớt bớt đi, ngồi ơi, đâu để nhớ vậy? À, vậy hả? Bỏ ra bớt đâu hả? Không à. Vậy đó hả? Ừ. À. Đó mốt là mốt chất lượng luôn quá à. Nhỏ nguyên gốc rễ gì lên hết luôn. Chở về đường xa trở. Chở về đường xa trở ngại thích luôn. Này giác chứ giác rồi đi qua cầu khỉ nữa. Đi ngày qua bò, nãy đi qua bò không? Vậy hả? Mưa chặt hả? Nhân nhớt gà miếng dán á. À. Bò cũng tận chắc. Rồi hôm qua được mấy bao? Dạ, chắc cũng được nha, ngừng. Cái gì hôm qua cảm thấy cũng có 30. Thấy hàm quá này mất nữa hả? Này mất nữa. À, một bụi như này dầm nàng. Bụi nó nhiều hả? Nó lên vậy đó. Lên là được bụi để nhóc luôn. Kè bụi bên chị Hai nhiều kìa năm. Thôi ừ. Sao mà người ta bỏ uống dữ vậy ta? Giáo bự không à, giáo nhỏ người ta đâu có lấy. Lựa cái bự người ta lấy, cái nhỏ người ta không lấy nè. Tạo giáo nhỏ này bán cũng tiền không chứ bụi. Ừ, tại vì người ta không lấy, mình mất này mới có. Chứ phải mà lấy giáo nhỏ hết mình có mất có đâu. Mấy giáo nhỏ nhỏ này lên cây luôn rồi nè. Cái này mình đem về nhà mình trồng được á năm. Được mà mình lựa. À, bứng vài con về chồng à, trồng để dành ăn. Cũng được nữa. Để nữa về tắm lấy cái này nè, trồng là sống luôn à. À vậy đó hả? Mấy cái nó lú lú rồi lên là trồng sống thôi. Để một chút mình lấy về mình trồng hàng để dành ăn á. Được bư bư thấy nó mầm lình lình rồi. Ô bà cá cũng tám quá. Đổ ra lửa hổ ra. Đâu nó mặn chết luôn. Chút cắt lại bớt. Cái này mình qua cầu Mận Châu bán được có một. Con thấy nhiều nè. Được. Ừ. Nè, ta nhổ, ta giật lên rồi ta bỏ nè, thấy không? Vậy đó. Vậy nè, mình kiếm cái gì nè. Đó. Ừ. Qua Úc Đa bán 10-15 ngàn ký. Ừ. Màu phải sống đó nha. Ừ, nó bán phải sống 15 ngàn. Ừ. Hôm qua tôi lạc nắng tôi hết. Vậy hả? Bữa nay bà không có ra hả? Bà không hay. Bà không hay bà hả? Bà nói là mời mới nhổ hút. Vậy hả? Thì hôm qua nói bơm nước rồi, bữa bơm nước. Là ngày hôm qua bơm thả nước vô minh mông chưa? Bữa nay nhỏ đã vô bơm nay nó mềm. Gốc cuộc trong sớm mình ai với ai đi vậy? Lúc đó có bốn người nè, còn không rẻ mới ra rồi. Bà Năm Ngọc coi mới móc bữa nay hả?
Một chùm gì nè. Lật lên chỗ nào có, lật lên cái nào mô Phật. Chùm gì nè. Kìa, nguyên một bụi luôn kìa. Tạo lên. Nãy xuống nó đòi đi nó mà không có cho nó ra. Mưa gió xịn. Xịn không á. Nhắc ngày mà gặp xu nó mót nó không chịu đi về luôn. Lụm lụm nóc máy vậy, lụm hết trơn. Vậy mấy củ nhỏ quá mà bù một bù mình bỏ không lấy hả? Không có lấy mấy củ bù vừa không mình. Ủa vậy hả? Đột, ừ, đừng lấy nhí. Ủa sao phí vậy hả? Mấy củ nhỏ không lấy hả? À. Lấy vậy sợ bán ta chơi. Vậy hả? Bán không chơi mà lột lâu á. Ngon lắm mấy củ nhỏ chứ, ngon lắm đó, tại mình đúng rồi. Nhỏ nhỏ đó, nấu chè vừa. Con cũng chịu mấy củ nhỏ, không chịu mấy bự đâu. À, mót cũng được khá nhiều với bà cô chú, có sót mấy củ bự nữa kìa. Thấy ham luôn, hết sức nhiều rồi. Thì cái này á, thì tiếp chứ mấy mợ với mấy chị rồi chuẩn bị mình nấu để bán á. Thì chưa kịp nấu thì được anh Tuấn ở bên Cali á. Tấm Cali á là làm mẫu hết luôn, là tiết báo là khoảng 50 kg. Bây giờ mình căng cái đi rồi mình mới biết được. Bọc qua là bọc nha. Cái này á thì của mà Út nè, với chị Hai Thủy, với chị Chính Đồng, với chị Út Hồ, 4 người. Phần phai cao này là của 4 người này. Thì cái này á thì mấy mở bán thì cũng đồng giá với người ta là 15.000 kg, người ta bán phai sống là 15.000 kg. Còn cái này thì anh Tuấn đánh căng xong rồi bắt đầu là mấy bên Tuyết với mấy chị đồ là nấu chín rồi bắt đầu mình mới trao cho bà con. Mình cứ gửi thôi, mình luôn đó. Mình cứ gửi luôn cho hai. Vậy hả, bày luôn đấy hả? Ừ. Chưa. Dư lại rồi. 400 gram, bây giờ mình để nửa ký đi là mình căng 10 ký, mình căng nửa ký. 10 ký gửi gì đó. Thì 10 ký gửi mình tính 10 đúng không? Rồi hiểu rồi. Rồi đó. Rồi, chị hạ sọt. Rồi vậy mình canh mẻ gì đi dễ. Một mẻ vậy là 10 ký rồi. Vậy mình gạch theo một mẻ. Hai mẻ được không? Củ bự chứ ăn không ngon. Củ nhỏ ăn nó mới ngon. Củ bự là nấu đá hoặc là mình làm cái gì ta? Trái giò chay á. Con này chắc dư đầy dữ rồi. Dư dữ lắm rồi chị Hai. Thiếu á, dư. À thiếu hả? Thiếu. Đây. Ủa, cái này vậy là ba. Cái này là ba rồi, với bạch chín. Cái này nó là ba đó, ba sọt rồi đó. Mình mấy nhẹp trơn chưa ai thay đồ á. Có đâu, chưa thay. Cái này không ai thuê làm gì, bây giờ mình làm này đi cũng có tiền uống cà phê. Rồi, cái ngoài dùng đấy. Rồi, cái này nó là 4 phần. Giáo gì nè ngon. Ừ, giáo nó ngon á chị. Cái này mà mình nấu cà ri ha. Ủa nó dẻo. Nó dẻo ngoẹo luôn á chị. Dẻo dữ dằn. Ngày qua nấu ngon dữ dằn. Nấu nồi cà ri với bánh mì nha. Hai. Cái này tốt còn dịch. Thịt xương cũng ngon. Nấu cà ri nha. Xương cổ cũng ngon. Xương á, nấu xương cổ ngon. Rồi mấy giáo này nè, nấu cà ri nha. Ngon ghê. 2 4 rồi, 4 sọt rồi. Bộ sọt vậy là nó dư rồi. Lắm rồi đó. Dư nhiều lắm, mấy sọt. Phai này dư rồi. Dư nhiều lắm. Tại báo anh Tuấn là tầm khoảng 50 kg. Tại nơi bắt chính đi chợ Mương Châu á. Dư rồi hốt bớt cho hai ơi. Dạ nhấc nhấc chút đi. Đó. Rồi để báo ảnh coi bây giờ còn bao nhiêu căn hết luôn đi. Hốt rồi, có đi. Gì báo ảnh anh chịu lấy thì mình là nhiêu rồi, mấy sọt rồi. Rồi đó, cái này 5. Cái này là 5 rồi đó ha. Ờ cần có đầu 30 nữa. Đâu đâu căn luôn đi coi khoảng còn khoảng bao nhiêu. 30 nữa.
30 có trên luôn. 30-40 ký. Không có cá mà mua gao mua cà luôn hả? Cô ngạ, cô ngạ. Phải kêu cặn kẽ. Cả để nó đi. Không có cá mà mua gao mua cà luôn hả? Rồi mình căng đi, mình căng đi rồi có gì mình gỡ lại không sao, căng đi. Chứ cái này đâu có chà kỹ được. Đổ đổ khúc khiên ra ngang Úc. Rồi để con báo, cô báo cho anh Tuấn coi ảnh có lấy luôn không. Bán ai cũng hơi bự cho đấy. Cái này 11 ký giác luôn rồi. Để mình cứ gửi đi, giữ đi. Căng căng mình cứ căng mẻ đi. Mẻ 10 đi cho dễ. Vậy là cái này riêng rồi ra đi, một mẻ ăn lại nè. Đưa vô bỏ đi rồi. Cái này mà được đánh là đánh vũ nha. Trời ơi, củ khoai này đã 12 ký luôn rồi, dữ lắm rồi. Có củ ra rồi. Ra đủ chưa? Đó Út nhìn đi. Lên giùm coi. Dạ chị hai nhìn đi, chị hai ơi. Tờ vô tờ. Hai cái bà này bán 10 ký à. Dạ kìa. Té củ bự ra đi. Củ bự để riêng đi. Rồi đó. Rồi là 2 sọt. Để xuống rồi chín. 3 sọt. 30 mấy. Lấy lại đưa 50 á. Này rửa là cái khối nước thôi hả? Ừ, rửa. Nãy giờ rửa khối nước rồi. Người ta xài nước ra đó. Lấy như 3 sọt. 3 sọt, còn đó bao nhiêu? Dục lên luôn đi, coi bao nhiêu ký. Ông ngoái còn nó không Út? Còn nhóc. Còn nhiều lắm hả? Nhóc, hết nổi à. Nhắm mệt hết nổi rồi đó, còn cái gì. Với mình mặt mình ướt nè, đồ ướt nè, nó ấy. Nó hơi mệt. 2 ký gửi. Trời ơi, còn 2 ký. 2 ký thì bao nhiêu? Cái gì 2 ký gửi cha? À, chiều giò xì, chiều sở luôn đúng không? 2 ký gửi. Ừ, đúng rồi. Bởi vì thấy hơn 2 ký gửi mà. Là nhiêu? 32 ký gửi. 32 gửi tính 32 phải không? Ừ. Vậy là cái dư này 32 phải không? Ừ. Rồi để báo chảnh luôn. Mình cũng nào mua giùm mình khỏi đi chợ. Thôi. 6-3-4. Đây giờ mà bà con mình xúm lại nấu nha quý bà cô chú. Khói nó vô quá. Cái này mình để nước cho nó ngập á. Cho củ nó thấm với chút muối nè. Cái nồi này, ủa mình nấu một lượt mấy nồi ạ? Mấy bắt lên nồi nó là 2 nồi. Dạ, chín nồi nào chưa? Chín nồi, nồi xài trong cái nồi này nữa. À vậy hả? Chín nữa nè. Nồi này cũng gần chín nữa hả? À. À. Giờ mình thiết kế hai chỗ nấu luôn hả? Ừ. Còn bên đây là chính này ha. Nấu luôn đi chỗ này bà con, tao đi ngang, tao thấy tao thèm, tao phơi, tao thèm, tao hỏi chừng nào nấu. Nấu đi. Đây mấy cái củ khoai nó nứt như vậy nè quý bà cô chú. Nhìn chả nước miếng luôn. Ngon hết sức ngon à. Này thì cái này đâu? Ngon hết sức ngon rồi bột. Vậy hả? Nó nước ngọt không phải không? Ừ. À, nó cũng nhiều. Nó rất ngon. Nó rất ngon. Vậy cái này còn mấy nồi nó mới hết? 2 nồi nữa. 2 nồi nữa. 2 nồi nữa không? 3 nồi nữa không? Còn mình nấu cái nồi nhỏ chắc 3 nồi. Rửa lại cái nữa hả? Rửa lại đi cho sạch. À. Chắc là khoảng 2 cái nước. Ừ. Có không? Rửa kỹ. Giờ khoai chín rồi, giờ tôi cho cô hai nhát xương. Đây, lấy cái này, nước này, nước này, nước này, này, nước này, 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 khoai bự trẻ ra nó mới chín nha quý bà cô chú. Khói.
Trời ơi, màu khoai nó ngon một cái luôn. Đi ngang người ta thấy nghe cái mùi khoai người ta chịu không nổi. Nãy giờ mấy nhóc chạy lên chạy xuống quá. Hỏi chín chưa? Cái này mình lấy bự nhỏ lộn xộn đi ha. Bự nhỏ lộn xộn á. Bự đúng rồi. Mà con đợi rồi kìa. Giờ này nấu hồi từ hồi lúc trưa 12 giờ tới giờ mới chín. Cái này 4 giờ. Dạ thì còn một nồi trong nó cũng gần chín mà cô chú. Ngày được 1, 2, 3, 4 xề. 4 xề với cái nồi trong đó gần chín rồi. Dạ thì hôm nay đó thì cũng là nhân dịp tới ngày của cha đó. Ngày anh Tuấn bên Cali đó là muốn biếu tặng bà con xóm trên xóm dưới rồi những bọc phai cao này đã nấu chín này là nấm hổi như gì là trao tặng cho bà con ngày của cha nha. Dạ là một kiếm này tiết vô là mỗi một bịch viện phí luôn với bà cô chú. Dạ thì tiết thay mặt bà con hai sớm gửi lời cảm ơn đến anh Tuấn rất là nhiều nha. Dạ thì bọc em cũng chúc cho anh Tuấn ngày mới vui vẻ, thật nhiều sức khỏe và có nhiều niềm vui trong cuộc sống nha. Dạ cái này anh Tuấn Cali tặng nha bà con ơi. Dạ chú cho con gửi. Cảm ơn. Dạ dạ. Mỗi một bịch như vậy là một ký phai này là mới nấu vớt ra còn nóng hổi. Ừ rồi. Nhiều nhiều lắm không? Kịp không? Kìa mấy bọng đó kìa, dì hai chuyện quá. Cắn rồi hả? Cắn ngọt. Nè con bánh mì. Nè con cắn bánh mì cho cái này, giỏi. Cái này 83kg không biết mình nấu nó có nhớt không ta? Nhớt nữa. Nhớt không? Lặt nhớt nấu có giỏi con. Thì anh cũng có dặn em đó là gửi cho mấy bé trong nhóm nữa. Mà mấy bé đi tắm cồn, đi mò hến này chưa có gì à. Cảm ơn cô đi. Cảm ơn cô. Cảm ơn cô đi. Rồi rồi, được rồi con. Hai bốn người vô mà không kịp cũng không đi. Tại cái này mình phải khoai bự khoai nhỏ đó mình để chung đó. Dạ. Cái này nó dắt giá cũng được chị Sáu không? Ừ. Cần mà phải ngay đúng đâu. Đâu chị chơi dắt giá. Khỏi bột bọc, khỏi bột bột lâu lắm, chị qua cho em liền tóc thành. Dạ. Căng xong giục qua liền. Rồi, cảm ơn. Con cảm ơn. Cảm ơn chị. Tay út sỏi nhé. Đồ bạc. Cảm ơn nha cô. Bà con có lắm không? Bắt đầu con. Dạ. Chị có làm gì vậy? Cái này mình hốt phải nhẹ nhẹ chứ mình ấy mạnh quá. Quá nó sắp sao. Nó sẽ mềm với củ khoai. Cảm ơn. Cái con sao nè, đưa ra cho Út hồn nè. Đưa ra tủ. Nó tủ nè, cũng bụng quá. Không, cậy vô đi.
Cảm ơn các bạn. Dạ. 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 Này chấm đường mới ngon. Cái này vừa ăn luôn rồi. Dạ, cảm ơn. À, ba chị em tấm gửi hai bọc nha. Dạ. Đưa bọc qua. Dạ con. Cầm không? Này. Rồi, này con cảm ơn bác. Rồi. Này của anh Tuấn tặng nha bà con, anh Tuấn bên Cali. Ở đây thì rồi. Không cho nó chờ đúng không? Mở hết lần sau. Dạ. Từ nha. Nhẹ 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 nhẹ. Hàng dễ dễ vỡ. Cảm ơn chị. Dạ dạ. Sao bậy. Sao nãy giờ đi uống dứt. Lũ quá. Dạ. Dạ. Lấy thêm bọc còn trong tủ. Này đó. Cảm ơn. Dạ. Ủa bà Hai già lấy chưa ạ? Bà Hai già ăn không? Chưa, bà Hai ăn phải không? Bà Hai. Có rồi hả? Anh Tính có dặn là gửi tặng cái người nấu luôn á. Chắc này không có người tặng luôn đi. Bây giờ mấy bọc đây? 1, 2, 3, 4 người nấu không? Chị Sáu nữa. Là 5 người phải không? Em không để riêng qua quên họ. Rồi, cảm ơn. Ừ. Giờ lấy đi Út. Dạ. Bọc Út. Rồi, không ra luôn. Nè, chị Út nè, cảm ơn chút đi. Ok, cảm ơn Tính luôn. Rồi chút nữa mình gửi lại cảm ơn khi nhận tiền sau nữa. Tiền cho Út mình đại diện đây. Cảm ơn chú Tấn nha. Cho ai? Ăn lấy thảo chứ anh Tấn luôn. Đây qua đây nè. Bên đây chị ơi chị. Là chị. Rồi cảm ơn. Dạ. Tặng. Dạ lấy cái này tặng anh ơi. Đưa cho chú. Kìa đúng bịch cho đi. Xe đi quá. Đừng xe đi chứ anh Linh. Đứng xếp hàng vô đây con, sát bên đây nè. Ừ, sát chắc bên đây là biết tấm chào. Rồi. Bé nào tới trước. Nè anh lên con. Ừ. Kìa anh nhìn nè cả. Rồi. Mà có cái mặt. Ừ. Không hết đi. Nãy cần nhớ mình mới lấy còn được 2 đổ của xe này. Chuyện qua đây 2, chuyện qua tiếp 2. Để không có để nguyên xài đi ngay. Để nguyên xài. Út chuyền nói đi Út. Em nói bên. Rồi gì đó. Rồi. Nắng gọi. Cái dù quá. Nắng lên nãy chiến mưa tho thì xin cây dù cái tho chân lên cục luôn. Cái gì để em với chị em nè con em cảm ơn trời. Ba chín là chờ đợi khoai nè. Nè con. Này, con dám hút mạnh ra. Không bể. Dẻo cảm ơn. Rồi. Cảm ơn. Ừ. Cảm ơn. Ừ. Ở tại hơi được rồi thôi, không có cần phải mắc hết đâu.
bà nắng chiều mà số 4 chứ bà 6 nắng nó chết mấy con dược khuẩn. Ta thường đi nắng nó không sợ nắng đâu, nó đẩy gì nắng mà lo gì. Nè con xin cảm ơn à, chị lần này không dám mà làm mạnh sợ nó bể. Cảm ơn nha. Dạ. Còn cái đổ qua chưa? Dạ. Đây. Nè con. Trời nhỏ hết trơn nè. Để trời nhỏ đi. Bé này xin cho ngoại phải không? Con cảm ơn. Nè con. Trời. Cảm ơn con luôn. Đây cầm giùm cho. Chắc có mô hoặc đứng cái bạn của tôi nha. Đứng đây. Không, chị 6 giờ này đâu có nóng. Khuya gì sớm mới nóng. Nướng gì? Bà bọn gà cố phồn rồi. Làm gà nướng muối ớt luôn. Cũng hết rồi đó. Bạn mượn ký mà. Nấu nó nhót lại nữa. Đây. Là con. Cảm ơn. À. Cái không mượn. À. Đây. Nè con. Ừ. Kê xong cho ga luôn đi chị. Cho nguội. Nóng bóp không được nữa. Nóng bóp không được. Có bao tay. Dạ, trong hốc vô là dạ. Cảm ơn luôn. Dạ, có anh Tuấn Kali. Cảm ơn. Dạ. Cỡ cứ từ từ đi, hồi nãy nóng từ từ đi, nóng từ từ đi. Không sao đâu. Rồi, từ từ. Nhất mày ít người. Cái đó từ từ đi. Lại chậm hết thiệt chứ không? Ừ, cái kêu thiệt kêu rồi nó nóng. Để không. Lộn lại không? Cảm ơn. Chị nó ra dép rồi sao hoang chạn. Gấp đi quá đi không. Nghe tin cho là chạy. Không nấu rồi. Chạy ok bạn chép luôn. Trời có khi không có thời gian chạy à. Trời. Mình đứng ngóng cảnh đây, lát qua dẹp tiếp luôn rồi. Cái này đầy nó đựng ký. Khoa gần hết rồi đừng thông báo nữa nha con. Có ai xuống đó mà mình nói là ngưng đi. Ta đang đi xuống kìa. Ai lấy cho nó nè, lấy đây. Đang trên đường mà rồi. Cô hai đó. Nè con. Giỏi. Cảm ơn. Con cảm ơn. Rồi Trang cảm ơn luôn. Ừ giỏi, cảm ơn Kim Cương. Nè, cảm ơn. Ừ. Nè con. Cảm ơn cô. Giỏi. Rồi. Nhóc, còn hai bịch đủ luôn nè con. Nè con. Cảm ơn. Ừ. Dạ con cảm ơn. Giỏi. Dạ hên quá. Hên quá. Rồi. Xong ngày. Thông báo lỡ hết file nha con. Đừng cho bà con xuống nữa nha. Hết file. Mình tính là cha không hết. Mình đẩy lên xếp trên. Dạ thôi. Dạ. Ừ, đòi lên xếp trên đó chứ. Này hết rồi. Chứ là file chính này là không có đẩy đâu. Nóng ghét là tóc hành đặng mà mình cho bà con người ta ăn. Cái này á thì đem mấy bịch file ra luôn. Hết ra cô hai ơi. Cái
Cái này á thì mấy bé đi tắm cồn nghe anh Tuấn ơi, cho nên là cái bịch của em đó thì cho mấy bé ăn chung với em đi, tại cái này nó cũng còn nhiều. Của chị nó cũng chung luôn đi. Ừ, cho ăn chung đi, còn bịch của chị với của em cho mấy đứa nhỏ trong nhóm ăn chung đi. Rồi cho mấy người nấu nè, mấy người nấu là người một phần phần nè. Của chị Út nè. Ừ. Là ba người. Của Mốt nữa là bốn người phải không? Mấy bà bốn người phải không? Ờ, bốn người nấu. Bốn người nè. Bốn người nấu. Còn bọc này là của Kagamen nè. Còn rồi. Chung nó đi. Ở đây nè, hai bọc. Hai bọc này đó là nguyên nhóm em với mấy đứa. Chị Sáu. Còn mấy người đi Mốt thì nhau sống bịch đều đi. Rồi. Cảm ơn mấy người nấu luôn đó. Rồi bọc này của anh Năm, em thay mặt anh Năm cảm ơn Tuấn luôn. Rồi với mấy bịch trong nhóm này em cảm ơn Tuấn rất là nhiều nha. Chúc anh Hằng nhiều sức khỏe. Với thay mặt anh để em trao tiền luôn nè. Trao tiền cho bà Út. Cái này là nè, hồi sáng là 83 kg phải không? Nhiều bố kêu mọi người cái 83 kg trước sau đúng không? Là 83. Phải 83 không ta? 82 82 rưỡi mà kể 82. 82 83. 82. 82 rưỡi mà mình kể đi bỏ nửa ký đi. Vậy hả? Mình kể 82 đi. Vậy mà con nhớ 83, con báo với danh Tuấn 83. Thì mình lấy nữa. Vậy là báo lại phải không? Vậy là có 82 phải không? 82. À. 82 rưỡi mà bây giờ thôi mình kể chẳng đi. 82. À 82 rưỡi nhưng mà tính 82 phải không? Ừ, rồi vậy là 82 nè, nhân cho 15. 1.230.000. 1.230.000. Cái này đưa 250 nặng chút rồi thối lại cho con ha. Là 230 nhưng mà con đưa này 250 lẻ nè. Chút nhớ thối lại 20.000. Rồi với 1 triệu nữa. Để đi chút có rồi thối, không sao để đi. Cái này là 1 triệu nữa nè. Là 1.230.000. Anh Tuấn bên Cali nha, kêu bằng cháu không? Chú đi. Chú Tuấn đi. Cũng cảm ơn chú Tuấn đã ủng hộ giùm ba vai cao bốn chị em đi mót ngày hôm qua. Rồi bữa nay là nấu và trao cho bà con ở sớm rồi lại là xong rồi chú ơi. Cảm ơn chú. Chúc chú và dạ, gia đình chú được nhiều sức khỏe và cảm ơn chú. Vậy em cũng cảm ơn anh Tuấn luôn nha, đã ủng hộ cái số file. Nếu anh không ủng hộ quá thì mợ đồ với mấy chị đồ tính là qua chợ Mân Châu để mình ngồi bán ở chợ. Còn anh ủng hộ được thì rất là cảm ơn anh luôn. Mà bà con ở đây cũng có những cái phần thai để ăn nữa. Và cũng có một số bà con không có hay đó cho nên là họ không có mót được. Chỉ vài người nào hay thì mới có ăn. Dạ một lần nữa cảm ơn anh rất là nhiều luôn. Chúc anh thật nhiều sức khỏe. Dạ cuối clip và cho Tiết gửi lời chúc sức khỏe đến quý bà cô chú anh chị và các bạn rất là nhiều đã luôn ủng hộ và yêu mến kênh của Tiết. Dạ Tiết xin chào và hẹn gặp lại trong clip sau. Bye bye.